kiến trúc mái bằng đặc trưng với những đường nét khỏe khoắn của mặt bằng bê tông cốt thép đang trở thành xu hướng mới cho sự lựa chọn của nhiều chủ đầu tư trong thời gian gần đây, nhằm mang đến một không gian sống hoàn hảo. Những ngôi nhà mái bằng được kết hợp với không gian xanh để đáp ứng nhu cầu thỏa mãn của chủ đầu tư về cuộc sống hiện đại, thanh lịch, thoải mái mà sang trọng. Ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu cho quý vị mẫu thiết kế nhà ở mái bằng độc đáo được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà chị Lán ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Tôi đã từng sử dụng thiết kế và thi công của Mark Home. Tôi rất yên tâm và hài lòng từ kiểu dáng thiết kế cho đến chất lượng thi công. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Nhìn tổng thể, căn nhà được thiết kế với 2 tầng 1 tum theo phong cách hiện đại, mang lại sự trẻ trung, năng động và cũng không kém phần sang trọng, tinh tế. Phần mái được thiết kế theo kiểu mái bằng, có kết cấu kiến trúc gọn gàng, nó phù hợp với công trình nhà phố hoặc nơi có diện tích đất xây dựng khiêm tốn. Đặc biệt, loại mái này có khả năng chống chịu trước các tác động của tự nhiên cao hơn với các loại mái khác và chi phí thi công hợp lý. Nếu phần mái có tác dụng bảo vệ, che chắn cho công trình, chống chịu tác động của thời tiết, thì phần móng lại là một yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến sự vững chắc của ngôi nhà, đảm bảo cho ngôi nhà không bị sạt, lún. Qua những lần khảo sát bằng thiết bị chuyên dụng, hiểu được đặc điểm tính chất đất nền và độ cao tải trọng của công trình. Nhìn vào bộ hồ sơ kết cấu, ta có thể thấy ở công trình này sử dụng móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200x200. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, tựa trên các dầm khung và dầm phụ, kết hợp với đỡ tường ngăn. Nhìn vào bản 3D của công trình, ta có thể thấy ngôi nhà nổi bật lên với các gam màu trung tính như màu nâu, màu xám, màu trắng. Hệ thống cổng và tường rào có thiết kế màu sắc cũng đồng nhất với ngôi nhà. Tất cả tạo nên một không gian rất hài hòa, mang đậm nét thiết kế hiện đại. Cùng với đó là không gian xung quanh nhà được thiết kế rất nhiều các bồn hoa, chậu cây cảnh giúp điều hòa không khí, tạo cảm giác mát mẻ, sảng khoái. Trên các diện tường hệ cột có các đèn dọi giúp cho ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh vào ban đêm. Phần cửa chính chúng tôi sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính cường lực. Gỗ lim Nam Phi có đặc điểm là cứng chắc, vân gỗ dạng xoắn rất đẹp, không bị cong vênh nứt nẻ, biến dạng do thời tiết mà giá thành lại rẻ hơn nhiều, nên hiện nay rất được ưa chuộng. Toàn bộ cửa sổ và cửa đi chúng tôi sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực với ưu điểm là bền, vận hành êm ái, cách âm và cách nhiệt tốt. Chiều rộng là 5,4m và chiều sâu là 23,7m thì ta có mặt bằng công năng được thiết kế rất hợp lý như sau. Từ cổng bước vào ta có sân trước rộng 27,5m2, sân này ta dùng để xe ô tô và các phương tiện đi lại trong gia đình. Tiếp theo thì sẽ là phòng khách có diện tích là 20m2, ở đây chúng tôi có thiết kế một bộ sofa lớn để thuận tiện cho gia chủ tiếp khách. Kèm với đó là một tivi đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho mọi người trong gia đình. Gạch granite vân mây đá sáng màu được trải dài từ không gian phòng khách đến các không gian khác ở phía trong, tạo sự sang trọng, lịch sự và đẳng cấp. Phòng khách được ngăn cách với các cầu thang và không gian ở bên trong bởi một vách ngăn gỗ, vừa đảm bảo được không gian riêng tư mà cũng vừa giúp cho không khí lưu thông không bị bí bách bởi một bức tường thô cứng. Khu vực bếp kết hợp phòng ăn ở ngay sau phía cầu thang, rộng 22m2. Ở đây có đặt một bộ bàn ăn dành cho 4 người. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L giúp chúng ta thuận tiện di chuyển trong khu vực này. Trong bếp cũng có đầy đủ các thiết bị nội thất phục vụ cho việc nấu nướng như bếp từ, hút mùi, bồn rửa, tủ lạnh. Tầng 1 có một phòng ngủ với diện tích là 12,5m2. Phòng ngủ được thiết kế tuy đơn giản nhưng mang lại dấu ấn về một không gian sống lý tưởng với đầy đủ nội thất cơ bản. Giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Nền trong phòng ngủ được lát sàn gỗ giúp không gian trông rộng rãi hơn. Khu vực vệ sinh chung ở tầng 1 đặt ở cuối nhà được tách biệt thành hai không gian, một phòng tắm rộng 2,6m2 và một nhà vệ sinh rộng 3m2.
Với cách đặc biệt như thế này, giúp các thành viên có thể sử dụng hai không gian trong cùng một lúc mà không mất thời gian để chờ đợi nhau. Cạnh nhà vệ sinh là một cửa hậu ra phía sau nhà. Cửa hậu này giúp lưu thông không khí được dễ dàng, đặc biệt là cạnh sát nhà vệ sinh sẽ giúp tránh ám những mùi khó chịu. Để lên được tầng 2, ta sẽ phải đi qua một cầu thang. Nhìn vào bản vẽ mặt cắt, chúng ta có thể thấy là hệ thống các cầu thang kết nối các tầng với nhau. Chiều cao của cầu thang tính từ cốt 00 đến sàn tầng 2 là 3,9m, tương đương với 25 bậc. Từ sàn tầng 2 đến sàn tầng tum là 3,6m, tương đương với 21 bậc. Cầu thang 21 bậc và 25 bậc mang lại ý nghĩa rất lớn cho phong thủy, vì bậc 21 và bậc 25 sẽ rơi vào bậc sinh, là bậc có ý nghĩa khởi đầu tốt đẹp, mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Các bậc thang đều được ốp đá kim sa mặt đen cổ trắng, giúp dễ dàng phân biệt các bậc với nhau, tránh bước hụt vấp ngã. Bên cạnh đó, lan can được thiết kế kính cường lực với độ dày 12 ly, kết hợp tay vịn gỗ tạo phong cách hiện đại, trẻ trung, sang trọng. Bước lên tầng 2, không gian đầu tiên chính là phòng thờ, rộng 13,5m2. Hướng ban thờ quay ra phía mặt tiền của ngôi nhà, giúp đón tài lộc và vượng khí. Từ phòng thờ ta có một cửa lớn ra ban công phía trước nhà. Ban công này tuy có diện tích khiêm tốn nhưng vẫn được trang trí các chậu cây xanh, thêm một không gian thẩm mỹ hòa nhập với thiên nhiên. Lan can ban công sử dụng chất liệu kính cường lực, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người mà không bị che chắn tầm nhìn, cho không gian rộng hơn. Tầng 2 có 3 phòng ngủ chạy dọc với diện tích lần lượt là 15,3m2 và 12,2m2 và 14,7m2. Tất cả phòng ngủ ở tầng 2 đều có thiết kế đồng nhất và được trang bị đầy đủ nội thất giống với tầng 1. Riêng phòng ngủ 2 và phòng ngủ 3 được tận dụng một cửa sổ từ ô giếng trời chạy thẳng lên tầng tum. Cửa sổ này sẽ giúp điều hòa không khí và mang lại ánh sáng tự nhiên cho căn phòng. Phía cuối căn nhà là một nhà vệ sinh chung cho tầng 2, rộng 5m2, cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như lavabo, bồn vệ sinh, vòi tắm đứng. Có một vách ngăn kính ngăn giữa nhà tắm và bồn vệ sinh, giúp tránh nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng. Đồng thời thì có một ô thoáng nhỏ phía trên giúp lưu thông không khí, tránh mùi khó chịu hay ẩm mốc trong nhà vệ sinh. Tầng tum sẽ được chia thành hai không gian. Phía sau nhà là một sân phơi có bố trí thêm một máy giặt cùng các vòi nước để thuận tiện cho việc sinh hoạt của gia đình. Phía trước tầng tum là một sân chơi lớn. Sân chơi này được thiết kế những bồn hoa, cây xanh mang đến không khí trong lành. Đồng thời gia chủ cũng có thể đặt thêm một bộ bàn ghế ở đây để thưởng trà, tận hưởng không gian từ nơi cao nhất của ngôi nhà. Phía bên trên có thiết kế mái che bê tông để che chắn khu vực bên dưới. Có một điều mà ở ngôi nhà này quý vị nên tham khảo để thiết kế cho gia đình mình, nhất là ở những căn nhà lô phố, đó chính là tạo một giếng trời xuyên suốt từ mái xuống dưới tầng 2. Như vậy thì vừa giúp lưu thông không khí cho tất cả các tầng, vừa cung cấp nguồn ánh sáng tự nhiên, mang lại sinh khí cho cả ngôi nhà. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng của ngôi nhà, ta thấy được tổng chiều cao của căn nhà tính từ cốt sân lên đến đỉnh mái là 11,4m, trong khi đó thì chiều cao bậc tam cấp là 450mm, chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,9m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao tầng tum là 3,3m. Nhìn vào bản vẽ mặt cắt của công trình, ta có thể thấy được là các phần được đổ bê tông. Bên cạnh đó thì còn thấy được độ dày của dầm, trần, sàn nhà hay là cầu thang để đảm bảo có một công trình vững chắc, bền bỉ với thời gian. Một phần rất quan trọng trước khi bắt tay vào thi công xây dựng một công trình thì đó chính là dự toán thầu xây dựng. Đây là chi phí cần thiết để xây dựng công trình. Thực hiện các gói thầu, công việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. Mục đích của việc lập dự toán công trình là giúp chủ đầu tư dự kiến được số tiền cần chi trả để xây dựng công trình đó, xác định căn cứ để chọn nhà thầu. Thương thảo ký kết hợp đồng, sử dụng là cơ sở để thẩm tra, phê duyệt và quyết toán công trình. Đối với khách hàng, Mắc Home cam kết luôn trình bày rõ ràng bản dự toán chi phí xây dựng, bao gồm nhiều hạng mục như là công tác chuẩn bị phục vụ thi công, chi phí vật liệu xây dựng phần thô, chi phí nhân công xây dựng, chi phí xây dựng phần hoàn thiện, chi phí vật tư điện nước, chi phí quản lý và hao hụt vật tư, chi phí thiết kế. Mắc Home đảm bảo dự toán tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, lập theo mặt bằng giá thời điểm tại dự toán. Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm dự toán, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trên đây là các thông tin về công trình của nhà chị Lán tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Và nếu như quý vị ấn tượng với các thiết kế của Mắc Home hoặc muốn thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888 hoặc 0828-133-333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại! Sơn Mắc Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả bằng sơn nano liên kết dẻo dai chống nứt và bong chóc,
đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.